Nhiều bạn hỏi Ru là vì sao chống nắng phải phổ rộng và liệu kem chống nắng có phổ hẹp hay không? Kem chống nắng phổ rộng trên thị trường nó có khác gì nhau hay không? Mà tại sao có những loại vài trăm mà có những loại thậm chí là vài triệu? Thì câu trả lời là có khác, có những loại phổ rộng và có những loại phổ rộng hơn. Thì trước đây khi mà nói về kem chống nắng, người ta chỉ quan tâm đến UVB và tác hại của nó. Tại vì tác hại của UVB nó khá là lộ liễu. Khi bạn ra nắng, da bạn bị đỏ, bị rát, bị burn, đó chính là tác hại của UVB. Thành ra kem chống nắng thế hệ cũ hầu hết nó chỉ chống được UVB mà thôi. Và SPF chủ yếu nói về khả năng chống UVB của kem chống nắng. Thì cái nhóm này Ru sẽ tạm gọi là kem chống nắng phổ hẹp. Về sau này thì người ta mới bắt đầu phát hiện ra là UVA tác hại của nó còn kinh khủng hơn. Khi mà bạn ra nắng thì 95% lượng nắng nó là UVA. Mặc dù UVA cũng gây ra đỏ, rát da và cháy nắng, nhưng mà nó sẽ ít hơn UVB. UVA chủ yếu nó sẽ gây ra cái sự lão hóa. Bởi vì UVA khi mà chiếu lên da nó sẽ hình thành những cái gốc tự do, từ đó mà nó dẫn đến những cái nếp nhăn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cũng như là